Làm ngược. Cho hàm f đi từ tập hợp A đến tập hợp B, nếu tồn tại một hàm g đi từ B đến A thỏa mãn điều kiện f hợp thành với g bằng 1a, g hợp thành với f đọc từ phải sang bằng 1b, thì g được gọi là hàm ngược của hàm f. Và trong trường hợp này chúng ta ký hiệu là g bằng f mũ trừ 1. Không phải là f mũ trừ 1 là 1 chia cho f đâu nhé, đấy là ký hiệu nhá. Nhiều bạn lại cứ cái kiểu đấy là ký hiệu chứ không phải là 1 chia f đâu. Gọi ký hiệu hình thức. Nó ký hiệu như thế. Nhiều người 1 chia f. Thì thầy lấy ví dụ ngày xưa chúng ta có cái này hay không, có cái hàm ngược hay không như này. Đầu tiên là hàm bậc nhất, hàm bậc nhất dễ tìm hàm ngược. Ví dụ y bằng 2x cộng với 1, đây đang là tính y theo x. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ là gì, chúng ta sẽ gọi là tính x theo y đó. Thì chúng ta chuyển thế sang là y trừ 1 bằng 2x tương đương với x bằng y trừ 1 tất cả trên 2. Thế thì cái này là cái này mà là hàm f thì cái này sẽ là hàm f trừ 1 đây này. Nhưng nó đổi biến đi, nó đổi biến đi, nó đặt chữ y bằng chữ x mà chữ x bằng chữ y, thấy không nhá. Đấy, chứ còn cách tìm của nó rất là dễ. Như vậy ví dụ với cái hàm ban đầu là f đi từ, tất nhiên đây là r đến r, biến x thành phần tử fx, y bằng fx là bằng 2x, được chưa nào? Thế thì cái hàm ngược của nó là cái hàm g đi từ r đến r, bây giờ phải là biến y thành phần tử x bằng g của y, chính là bằng công thức ở trên bảng ấy, là bằng y trừ 1 tất cả trên 2. Nhưng mà viết như này thì nó rất là khó chịu đúng không? Thì nó sẽ đảo ngược lại, thay cái chữ y bằng chữ x. Tất nhiên nó định là y gi à, gx thì nó bằng x trừ 1 tất cả trên 2. Đấy là cái mà chúng ta khó khăn là chúng ta không hiểu tại sao là như vậy. Chẳng qua là người ta đổi lại ký hiệu cho nó quen mắt, y bằng fx chứ mấy khi ai viết là x bằng fy đúng. Hiểu chưa? Đấy, chẳng qua là nó đổi lại ký hiệu thôi. Như vậy chúng ta đã quan sát được cái kỹ thuật biến đổi của thầy để tìm hàm ngược nhé. Y bằng 2x cộng 1 này, tức là y đang tính theo x, thì chúng ta phải đi tính x theo y. Đấy là cái thứ nhất, hàm ngược này là dễ tìm nhất, bậc nhất, hàm bậc nhất. Tiếp tục, hàm thứ hai là hàm mũ y bằng ax, a mũ x, a lớn hơn không khác một. Tất nhiên là trong bài này chúng ta sẽ suy ra là y dương rồi. Như vậy nó sẽ f đi từ r đến r sau cộng, tức là từ 0 đến dư vô cực, biến phần tử x thành fx. Đây là sử dụng môn logic sang đây em. A mũ x, nhà này nó lớn được không? Thì chúng ta chứng minh là cái hàm này nó là song ánh ở nhờ môn logic đấy, chứng minh nó là song ánh, đơn ánh và toàn ánh. Như vậy nó song ánh, song ánh thì nó có hàm ngược. Đấy là dùng môn logic. Nhưng mà thực ra trong môn đại số giải tích này thì nó lại không phải dùng môn giải tích, là môn môn một môn logic để chứng minh song ánh kiểu đấy đâu. Chứng minh theo kiểu hàm đồng biến cơ, hàm đồng biến nghịch biến cơ, tức là đạo hàm của nó dương hay âm ấy. Đấy là cái dở của môn logic ở mỗi cái phần cái hàm đấy. Đáng nghĩa là khi mình có thể sử dụng phương pháp đồng biến nghịch biến của môn môn giải tích đưa thêm vào hỗ trợ cho môn logic thì nó sẽ hiểu bài hơn. Đấy, cứ đi theo chứng minh cái con tiểu con vịt gì đến áp dụng vào bài khác, áp dụng vào các môn khác thì lại không hiểu nhá. Thế như vậy là như này, y bằng a mũ x thì chúng ta sẽ lấy loga hai vế, lấy loga hai vế, lấy loga cơ số a hai vế. Lấy loga cơ số a hai vế ta được như này.
đố biết vế trái là bằng cái gì? Vế trái bằng cái gì Nguyễn Trà My? Vế trái bằng cái gì Nguyễn Trà My? Điểm danh hai lần mà không thưa là vắng nha. Đinh Thị Hạnh Trang. Ô chết. Dạ đây ạ. Đây là ai? Là gì? Này em tên là gì? Đinh Thị Hạnh Trang ạ. À, Hạnh Trang. À, thế bây giờ em trả lời cho thầy, vế trái bằng cái gì? Vế trái là vế trái. Vế trái vẫn như thế. Chết giả. Thế ạ. Đâu, thầy thử thôi, vế trái vẫn thế. Rồi, vế phải bằng cái gì? Cái kia yoga của A. Cái con x thì đưa ra ngoài. X ra ngoài sẽ bằng x nhân với yoga của A. Loga cơ số A của A, loga cơ số A của A mấy con nhớ không? Của A mũ x nhân với đấy, trả lời thầy mỗi một câu hoa khụ khụ thì hỏi thầy dậy từ sáng giờ thì thế nào? Em bị viêm họng. À viêm họng à? Viêm họng chịu khó ăn kem mà nó nhanh khỏi lắm. Xúc miệng nước muối đấy em, xúc miệng nước muối, nước muối vừa rẻ tiền mình chỉ mua nước muối pha ngậm mà không mình xúc miệng. Hoặc là quất, quất là tiện Tết mua nhiều xong là cho vào hấp đường nồi cơm ấy. Là như vậy, cái này nó bằng một ạ. Kết quả là x bằng loga cơ số A của y. Đấy là thầy giáo trình bày lại kỹ thuật biến đổi để chúng ta quen thôi, chứ sau này chỉ ghi ngay thẳng từ trên xuống dưới cùng. Đấy chính là hàm ngược của nhau đấy. Như vậy lấy cái hàm F đi từ, viết lại nhé. Xong rồi thì giờ thầy giáo viết lại. Như vậy là hàm F đi từ R đến R sau cộng, tức là từ 0 dương vô cực, biến phần tử x thành Fx bằng A mũ x với điều kiện A lớn 0 khác 1, thì nó có hàm ngược là hàm G. Hàm G đi từ bên phải sang 0 đến dương vô cực, quay trở lại R. Nếu chưa quen thì cứ tạm thời biến phần tử y thành phần tử Gy, chính là bằng cái này đây. Loga cơ số A của y. Đấy, x bằng gi là bằng loga cơ số A của y. Được chưa? Đấy là kỹ thuật tìm hàm ngược. Đấy là vận dụng cụ thể nha. Ví dụ cái hàm y bằng 2 mũ x thì nó sẽ tự, cái này nó sẽ tương đương với lại gì? X bằng loga cơ số 2 của y nhá. Hàm mũ với hàm loga là hai hay là hàm ngược của nhau nhưng phải cùng cơ số. Được chưa? Đấy, bằng nhất nói rồi nha, mũ loga nói rồi nha. Đấy, thế thôi. Thế nhưng mà chứng minh nó có hàm ngược thì là chúng ta phải về dấu hiệu mà nói, thì là luôn luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên cái khoảng y nào đấy thì nó có hàm ngược trên khoảng này. Thực tế là các đạo hàm này là lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc nhỏ hơn bằng 0, dấu bằng không xảy ra hoặc chỉ xảy ra hữu hạn điểm trên khoảng y thì hàm này có hàm ngược. Như vậy là chúng ta dựa rất nhiều vào cái kiến thức của lớp 12, hàm số đồng biến hoặc nghịch biến ở lớp 12 ấy. Cách tính đạo hàm và hàm ngược. Chứng minh thì hơi khó, chứ còn tính thì rất là dễ. Cái hàm số Fy bằng Fx có đạo hàm và có hàm ngược là x bằng F mũ trừ 1 của y, không phải là 1. F mũ trừ 1 là 1 chia cho đâu nhé. Thì đạo hàm của cái thằng này, đạo hàm của hàm ngược thì bằng 1 chia cho đạo hàm của hàm gốc ban đầu. Nghe rõ chưa nhỉ? Đạo hàm của hàm ngược bằng 1 chia cho đạo hàm của hàm gốc ban đầu. Đấy, thế là thầy giáo nhắc lại lý thuyết rồi nhá. Bây giờ bắt đầu áp dụng này. Bây giờ bắt đầu áp dụng vào. Trước hết là phải đi chứng minh nó là hàm ngược, có hàm ngược. Đầu tiên là chứng minh có hàm ngược. Nào, xin mời bạn là Lưu Thị Tố Uyên. 36141. Dạ em ạ. Ừ, trả lời đi. À, khi nó là hàm ngược thì
không, cái chứng minh mà nó có, bây giờ chứng minh như thầy nó có hàm ngược mà. Quên thầy không ghi thêm, không thì ghi thêm vào đầu tiên là chứng minh rằng. Em nhìn lại lý thuyết nhé. Đây này, lý thuyết của nó nằm ở phần 2 hoặc phần 3 này này. Tính đạo hàm mà nó luôn lớn bằng 0 hoặc luôn nhỏ bằng 0, dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm thì nó là đồng biến hoặc nghịch biến, cho nên nó mới có hàm ngược. Nha, ổn chưa? Con gà thịt được rồi đấy, gáy hơi bị to đấy. Nào. Đầu tính đạo hàm thôi, có gì đâu. Đầu tiên em sẽ lấy đạo hàm của f à, của 2x trừ 5. Nào, ví dụ như cái 7 nhá. Em tính là ví dụ 7 thì em sẽ lấy đạo hàm của 2x trừ 5 thì sẽ bằng 2. Ừ, 2 thì sao? 2 lớn hơn 0 thì sao? Với mọi x thì đây là một hàm đồng biến. Chưa ghi đủ. Mọi x thuộc R. Thì đây sẽ là hàm đồng biến trên R. Như vậy là nó có hàm ngược, đúng rồi đấy. Em trả lời thì đúng rồi đấy. Nó đồng biến trên R, tập giá trị cũng là R mà. Như vậy nó có hàm ngược. Xong, tiếp tục ở dưới. Ở dưới thì sẽ lấy đạo hàm của logarit loga 2 cơ số x. Loga cơ số 2 của x, đọc là loga cơ số 2 của x. Rồi, đạo thì hàm sẽ này bằng loga lp của 2 ạ. Ấy, từ từ bình tĩnh. Nào, đạo hàm bằng cái gì? Thì sẽ bằng loga lp của 2 ạ. Sai rồi. Thôi được rồi, thế bây giờ thầy nó lại nhắc lại cái công thức đạo hàm này tính như nào cho nó chuẩn. Loga cơ số a của x sẽ được viết là như sau, cái phân số nhé. X à, là 1 trên 2 nhân với từ 1 trên x nhân với loga loga lp của 2 ạ. Em nói lắp ạ. Nào bây giờ em nhìn vào cái phân số này em trả lời thầy có đúng không đã. Thầy vừa viết xong cái này. Có đúng không? Em bị chắn không nhìn thấy hết ạ. Nhìn thấy. Đây, nhìn thấy chưa nào? Cái gì chắn? Ai chắn em? Dạ. Cái đẳng thức này có đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À đúng rồi, thế thì đơn giản như này nhé. Như vậy là chuyển tôi là chuyển sang ký hiệu loga để cho dễ nhìn này. Đấy, đây là cái gì này? Cứ viết ở trên này là loga cơ số a của x thì bằng cái này là loga cơ số e thì là len x chia cho len a. Bây giờ lấy đạo hàm dễ cực. Như vậy là loga cơ số a của x đạo hàm, đây là mẹo mà. Cái này nó là hằng số là cái gì đâu? Hằng số là 1 trên loga lên của a để nguyên. Còn len của x đạo hàm là cái gì? Còn nhớ không? Bằng 1 trên x. Đúng chưa? Dạ vâng. Đấy, như vậy là nó sẽ là bằng 1 chia cho x nhân loga lp của a. Có gì đâu. Đấy, chắc ở dưới lớp dưới giáo viên không dạy cái chỗ này nên là chúng ta không biết kỹ thuật biến đổi. Sau tìm công thức cực kỳ chuẩn. Bây giờ trở lại bài này nhá. Loga cơ số 2 của x sẽ viết thành là len x chia cho len 2. Cái f ấy chưa lấy dấu phẩy đâu nha. Đúng chưa? Bây giờ lấy đạo hàm dễ cực. Suy ra f phẩy x thì nó sẽ bằng cái này đạo hàm thì bằng 1 trên x. Như vậy cốt lại là sẽ là 1 trên x nhân loga lim của 2. Đúng chưa nào? Dạ vâng. Rồi, thế bây giờ x đề bài cho là x thuộc ngoài R sao cộng tức là âm hay dương? À là dương. À, thì bấm cho thầy len 2 là âm hay dương? Là dương. À, đúng rồi, như tích của hai số dương là một số dương, hai số dương chia nhau cũng dương. Như vậy anh này dương hàm số luôn luôn đồng biến, hàm số đồng biến trên cái tập này trên tập R không có mẹ rồi, không mẹ rồi, x phải dương rồi. R sao cộng tức là từ không dương vô cực đấy. Thì là y phẩy là dương, f phẩy là dương thì hàm số đồng biến trên cái tập đấy, như vậy là nó sẽ có hàm ngược đúng không? Rồi, cảm ơn em. Ô, tên em gì nhỉ? Dạ Lưu Thị Tố Uyên. Lưu Thị Tố Uyên, rồi cảm ơn. Em cảm ơn.
kiểu này cũng hay. Ở đây tiếp tục, ở đây tương tự. Ồ, cái hàm bậc 2, hàm bậc 2 mà để đầy đủ thì nó không có hàm ngược đâu, mà phải xét một bên thôi thì nó mới được. Hàm này sao có hàm ngược? Mình học so nó hơi chậm một chút nhưng mà không vấn đề gì. Khi hiểu cái bản chất này rồi thì vào bài tập mình sẽ làm nhanh được. Đây nhá. cái này tính thế nào? Cái này tính thế nào? Ô, từ nãy giờ toàn gọi con gái chưa thấy con trai, có một người con trai. Bây giờ là Vũ Tiến Đạt. Đã khó. Em trình bày luôn đi. Cái này không cần phải nghĩ đâu, tại vì nó là ví dụ thứ mấy. Có đã hàm của em ấy phải là em ấy phải bằng không, đọc 2x đọc, cộng... đọc là f phẩy x chứ không đọc là f x phẩy. F phẩy x bằng 2x cộng 6 ạ. Sao thế thì sao? Với x lớn hơn đây viết như này thì em sẽ hiểu hơn. 2x cộng 3 với x lớn hơn âm 3 thì ta có 2 nhân với x cộng 3 lớn hơn 0. Tại sao? Lớn hơn. Tại sao? Em thay x bằng âm 3 vào. Thay x bằng âm 3 mà lớn bằng 0. Vâng, thì luôn lớn hơn 0. Nhưng mà tại sao không biết là quan trọng? Rồi, thế là chúng ta quên cái học hồi lớp 9 rồi, hồi lớp dưới rồi. Số A được gọi là lớn hơn số B nếu như A trừ B mà dương. Hiểu chưa? Được. Thế bây giờ x mà lớn hơn trừ 3 chuyển vế sang thì thực chất là chuyển vế sang. Cái này là nó dương như một cái gì đó. Vâng. Đấy, kiến thức ở đây là ở không nhớ lớp mấy. Cấp 2 hay cấp 3 gì cả. Cái này là lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn trừ 3. Thế đạo hàm dương thì là nó sẽ làm sao? Thì nó đồng biến trên khoảng đồng biến lớn trên trừ 3. Trên trừ 3 đến dương vô cực. Vâng, suy ra nó có hàm ngược trên khoảng trừ 3 đến dương vô cực. Rồi, thế là xong. Thì bây giờ yêu cầu là tính đạo hàm của hàm ngược thì nó phức tạp hơn một chút. Thế thì tất nhiên nó có một cái mẹo nữa làm là rút y theo x, nhưng mà thôi cứ từ từ. Là rút x theo y, cái đấy học sau. Bây giờ quay trở lại, chúng ta sẽ tính như thế nào? Tính đạo hàm hàm ngược như nào? Một công thức là như nào nhỉ? Quên rồi. Công thức hàm ngược ấy ở trên nó là cái gì? F đạo hàm trừ một bằng một chia cho cái chỗ này là công thức không một chia cho thế này đúng chưa? Dạ vâng. Nó là nghịch đảo đâu mà có gì đâu. Rồi như vậy là trong bài nhá, bằng một chia cho x bình cộng 6 x cộng 5 phần. Nó bằng mấy? Bằng 2 x cộng 6 ạ. Từ từ xem lại có nhầm không? Cái hàm đấy nó là hàm nào? À, 2 x cộng 6. 2x cộng 6. Thế sau này người ta cho cái giá trị y cụ thể bao nhiêu thì mình sẽ tìm được giá trị x để mình thay vào nhé. Dạ vâng. Ví dụ nó cho, ví dụ nó bảo tính đạo hàm tại cái điểm y bằng bằng 5 chẳng hạn. Như thế này có nghĩa là tại y bằng 5 chứ không phải tại x bằng 5 đâu nhá. Cái này thay con x bằng 5 vào là chết ngay đấy. Thay x bằng 5 vào là sai luôn đấy. Nó viết này là phải là y. Thì bây giờ làm nào để giải được y, tại y bằng 5 x bằng mấy thì mình sẽ giải phương trình ban đầu là x bình phương cộng 6 x cộng với 5, ta cho nó bằng 5 này. Đấy, chuyển vế sang này, x bình phương này cộng 6 x này bằng 0 này. Kết quả x bằng mấy và x bằng mấy? Trừ 5 bằng 0
À. x bằng Cái x gì? bình cộng 6x trừ 5. Ô, đề bài cho là trừ 5 à? Từ từ, thầy đó kiểm tra lại. Cái cộng 5. Đúng chưa? Ông mục đích là thầy muốn cho cái số đẹp để giải cho nó nhanh thôi. Được. Thầy không muốn gây khó khăn. Nếu mà kể cả nếu không thì thầy cho số khác cho nó nghiệm nó đẹp mà. Nào, ấy dùng mấy nào? X bằng 0 hoặc là x bằng trừ 6 nhưng mà với điều kiện À, điều kiện cái này nó nhỏ hơn trừ 3 đề đúng không? bài. Cho nên là bạn bị loại, cái này mới thỏa Vâng, mãn này. điện thoại. Vâng. À, thế như vậy là với x mà à, với y mà bằng 5 ấy, y bằng 5 chúng ta suy ra được là x sẽ bằng 0 đúng chưa nào? Rồi ạ. Đáng nghĩa là có hai giá trị nhé, nhưng mà chúng ta đang xét là x nó lớn hơn trừ 3 mà. Thế thì bây giờ mới thay vào đây chưa? Thay vào công thức này này, nhìn chưa? Như vậy là Vâng. f trừ 1 5 đóng vào ngoặc phẩy bằng bằng mấy ạ? Bằng 1 chia cho 6 Đúng rồi, bằng 1/6 thế thôi. Bây giờ hiểu chưa nào? Dạ rồi. Nó có cái một cái đầu tiên là chúng ta tính theo hình thức, tức là công thức trước, sau đó tính một giá trị cụ thể. Tính ra cụ thể cái nhiều nhiều bạn học phần này kém là do không hiểu cái này là cái gì. Cái này là ứng với y chứ không phải ứng với x. Đấy, thì nhiệm vụ của mình phải tìm ra x bằng bao nhiêu mình thay vào cơ, chứ không phải là cái chỗ này là ứng với x bằng 5 đâu. Học không nghe kỹ chết cái chỗ này. Công thức tổng quát thì tính đúng nhưng mà giá trị cụ thể lại tính sai bởi vì là chưa hiểu bản chất của nó. Thế thôi có gì đâu nhỉ, hỏi nha. Vâng. Thế bây giờ là tương tự như vậy thì chúng ta làm cho thầy bài tập 63. Bài 63 thì tương tự thôi, tự làm. Nếu để trên toàn error thì nó không có trong câu B bởi vì là nó có đạo hàm, nó âm dương, nó đổi biến, nó không phải là đơn anh, nó vừa đi lên vừa đi xuống, lấy đâu là đơn anh. Thế nhưng mà với x lớn hơn không thì trên cái khoảng x lớn hơn không thì nó đồng biến rồi. Đấy, bây giờ mình làm bài tiếp theo ở đây. Mình phải hiểu cái này, chốc nó đưa vào bài toán trong kinh tế mình mới hiểu được, hiểu nhá. Đấy nha. Câu A hay câu B đều cần được hết. Ủa chết, mình ký hiệu dấu phẩy chưa đúng này, phải phẩy như này. Chứng minh các hàm trên tồn tại hàm ngược, rồi cứ đi tính A phẩy cho thầy, nó luôn luôn dương hoặc luôn luôn âm là xong. Cái này trong toán trong kinh tế chứng minh nó dễ hơn, làm nó dễ hơn nhé. Nào, tính A phẩy luôn luôn dương hoặc luôn luôn âm là xong thôi. À, ví dụ cái hàm thứ nhất f(x) - x bình cộng 6 với x lớn hơn 0. Xin mời bạn Lê Thị Ánh Vân. Có Tính đi em. f phẩy của x bằng trừ 2x. Ô, thì xin lỗi, Trừ chép đánh 6 nhầm, mà. sướng quá, viết nhầm, sướng quá, viết nhầm. Em đọc đa số là thầy thấy mấy thấy nhầm. F phẩy x Bằng bao nhiêu? bằng 6x5 Đọc lại nào. trừ 6x5. Đúng rồi, trừ 6x mũ 5. Thế thì sao? Dấu thế nào? Nhỏ hơn không? Tại sao nhỏ hơn không? Không, ngoài x lớn không ạ? Ờ, đúng rồi, do x lớn hơn không, nhưng có dấu trừ đứng trước thì nó trả âm. Thế như vậy là hàm số làm sao? Hàm số nghịch biến Trên khoảng ừ. nào? Không, cái gì cùng ạ? Đúng rồi. Nghịch biến trên không liên dương vô cùng. Suy ra là có hàm ngược trên miền không liên dương vô cùng, đúng không? Tự kết luận nha, chúng ta lớn rồi không phải là bé nữa, mà thầy giáo lại bắt lại phải viết nốt câu kết luận nữa. Như vậy ý thứ nhất là xong. Thế còn cái thằng thứ hai các em cũng tương tự. Ui, cái thằng thứ hai không khéo là nhà mình. Cái thằng thứ hai, ôi tiện làm luôn. Thì em làm tiếp cái ý thứ hai của nó đi. Ừ, trừ x mũ 6 6 bằng 5.
Đúng rồi, viết như này nhé. Viết như này có nghĩa là cái gì? Là y bằng 5 chứ không phải x bằng 5 nhé. Khi người ta viết là f trừ 1 5 có nghĩa là tìm x ứng với y bằng 5 chứ không phải là x bằng 5, ứng với y bằng 5. Thế muốn y bằng 5 thì mình thay vào đây. Ứng với y bằng 5 tức là gì đấy? Trừ x mũ 6 cộng với 6 bằng 5. Bài này giáo viên cho đặc biệt quá. Chuyển vế sang là trừ x mũ 6 bằng trừ 1, x mũ 6 bằng 1. Như vậy là x về mặt lý thuyết là bằng cộng trừ 1. Nhưng mà trong miền chúng ta đang xét, cho nên chúng ta cái này là lấy cái này thôi. Như vậy là f trừ 1 5 là bằng dương 1. Đúng chưa? Đấy, thế bây giờ tiếp tục. Xong này rồi, bây giờ đi tính đạo hàm của nó. Tính đạo hàm của cái này tính thế nào bạn Giang Thị Thanh Hoa? Dạ. Em tính cho thầy. Tính đạo hàm của hàm ngược của nó. Đợi em một chút. Viết công thức lại đã. Đầu tiên viết công thức trước. Công thức là f trừ 1 y thì bằng 1 trên f phẩy x. Được chưa nào? Viết công thức tổng quát trước được chưa nào? Bây giờ em áp dụng vào trong bài này thôi, có gì đâu. Tất cả những gì là bạn tính ở trên tính hộ rồi, bạn vân bạn tính hộ rồi. F trừ 1 của 5 bằng x. Từ từ lại xem đề bài nó hỏi cái gì. Từ từ là thầy xem lại đề. Bằng bao nhiêu ạ? Bằng 1 trên 1 trên f phẩy x. Không phải x. F phẩy 5. Không phải f phẩy 5. Thay cái x cụ thể vào. Vừa ứng với y bằng 5 thì x bằng mấy đấy? 1. Đúng rồi, giỏi lắm. Thế thôi, cái chú ý một chút là được. Cái chỗ này đấy, cái chỗ này thì là phải là ứng với x, còn chỗ này là ứng với y, đừng có nhầm lộn lung tung này. Đấy. Vâng. Công thức tổng quát thì ai cũng biết đúng, nhưng mà bắt đầu thay cụ thể thì bắt đầu mới nhầm lung tung cả. Bằng trừ 1 trên 6. Thật à? Không phải ạ. À? Cái đạo hàm ở trên đây này. Để, từ từ, nhìn lại ở trên, đâu đạo hàm đâu nhỉ? Đây. Vâng, bằng trừ 1 trên 6. Thay 1 mà thì nó là trừ 1 trên 6 thật. Đúng chưa? Vâng. Trừ 1 trên trừ 1 phần 6. Thế là xong. Cảm ơn em. Ô, em tên là gì nhỉ? Hoa. Rồi, cảm ơn. Thế có cái gì đâu mà. Xong là tiếp tục. Tức cái thằng đằng sau cũng hoàn làm hoàn toàn tương tự nhé. Thằng đằng sau làm hoàn toàn tương tự. Chúng ta tự làm. Không khó đâu. Thế thôi, mệt quá nhỉ. Tức là nhưng mà cái kỹ thuật để tìm x, cái bài vừa nãy thì nó dễ rồi, còn cái bài này tìm x như nào đây thì đó phải giải thích kỹ kỹ thuật để tìm x, không cứ nói dễ hiểu đến lúc làm thật không là hiểu được. Đây là ứng với y bằng 5 đúng không, phải đó gợi ý thôi, còn cái đoạn tính toán là các em tự tính. Nhưng mà riêng cái đoạn tính x trừ x thì tìm bằng cách nào? Nó ghi là f trừ 1 5 đúng không? F trừ 1 5 tức là y bằng 5 đấy. Thì bằng bao nhiêu? Thì là chúng ta hiểu là lúc này là ứng với y bằng 5, cho con này bằng 5. Chuyển vế sang 2x mũ 5 cộng 2x mũ 3 cộng x trừ 5 bằng 0. Bây giờ phải tìm cho thầy con x.
Không tìm được x là cái câu sau không làm được. Tìm như thế nào? Xin mời quan sát thầy giáo bấm máy nha. Kỹ thuật bấm máy này. Chết, không làm, lâu không làm, quên phép này. Bấm số 1. Chúng ta bấm đúng cái biểu thức này luôn. Tức là 2 alpha x mũ 5 cộng 2 alpha x mũ 3 xuống dưới cộng alpha x trừ 5. Sau đó bấm shift solve bằng. Chúng ta đã nhìn thấy x mấy chưa? Bạn nào mà xem cái điện thoại thì hơi nhỏ đấy. Đây thầy đã chụp lại cái màn hình này cho chúng ta xem cho nó to hơn nhé. Tại vì để bạn có câu thì chết. Nó lại mất cái này để không? Đây thầy chụp lại thầy cho phóng to ra cho nhìn nhé. Đó là kỹ thuật cực kỳ hay ấy, để giải ấy. Các ví dụ trong sách rất là đẻo là toàn lấy ứng với x bằng 1 thôi em ạ, nhưng đi thi thì không lấy x bằng 1 đâu. Đó. Đây là nhìn thấy chưa? Cái là cái biểu thức là chuyển vế sang này. Để nhìn ở đây. L trừ R bằng 0 tức là left trừ right bằng 0 tức là bên trái trừ bên phải bằng 0 ấy. Bên trái trừ bên phải bằng 0 thì chả là vế trái bằng vế phải. Nhìn chữ x bằng 1 chưa? Đúng chưa? Đấy. Ví dụ trong sách giáo khoa rất là đẻo là toàn cho nghiệm đa số x bằng 1 ấy. Lúc đi thi còn ngồi đi mà mơ x bằng 1 thì bấm mấy kiểu này nó sẽ ra nhá. X bằng bao nhiêu nó là đa số. Hiểu cách giải thế nhỉ? Thế cái bài vừa lấy sao thầy giáo không giải thế? Bài vừa lấy là mỗi một x mũ 6 thì nó rất là dễ. Nhưng mà công thức tổng quát nó không phải hàm dễ như thế thì chúng ta bấm máy nha. Dễ đúng không? Rất đơn giản. Thế rồi sau đó thì các em sẽ áp dụng làm cho thầy bài 65. Bài 65 ở trong sách như này. Chụp lại cái này. Đừng ao vội nha, tí còn điểm danh đấy. Áp dụng vào cái này. Thầy giáo có hai hình thức điểm danh nhá. Đây này. Một là bây giờ thầy giáo gửi. Thầy giáo sẽ gửi. Ồ, cái điểm danh rồi. Thầy giáo gửi điểm danh là các em. Ồ, biến nó mất không? Chả tí kiểu thế. Học hôm nay dễ hiểu đúng không? Poly. Thôi, nó lại không ra. Chả tí. Chạy thế này thì chết giả. Trong thời gian chờ đấy thì thầy giáo cứ gọi điểm miệng nữa. Nhớ là chưa được ao ngay đâu nhá, chốc còn phải trả lời câu hỏi mới được đấy. Đây là điểm danh ở trên giấy thôi. Bùi Thị Phương Anh có. Ngô Công Thảo có. Hoàng Huyền Trang có. Nguyễn Văn Hoàn
Lê Việt Sinh. Có. Mai Công Thành. Có. Vũ Lâm Oanh. Có. Vũ Thu Hà. Có. Nguyễn Tường Vi. Nguyễn Tường Vi. Tường Vi có không? Đặng Thị Yến Nhi. Có. Đừng ao vội nhá, tí điểm danh còn điểm danh ở trên phần mềm này nữa cơ. Hoàng Nguyễn Hồng Ngọc. Nguyễn Hồng Ngọc 36882. Trần Thị Ngọc Anh 36927. Trần Thị Ngọc Anh có không? Có ạ. À đấy, em là gì, em tên là gì? Trần Thị Ngọc Anh ạ. Rồi. Bùi Thu Vân. Bùi Thu Vân 37019. Lê Thị Hà My. Có. Trần Thị Huyền Trang. Phạm Huyền Chi. Có. Cái gì đấy? Có. Cái gì có? Trần Thị Huyền Trang ạ. Ô, Trần Thị Huyền Trang nghỉ 5 buổi hôm nay mới không có mặt à? Sao thế? Lần trước nhà em có việc một chút ạ. Thế yeah. Thì bây giờ đi học thì quá nghỉ quá số buổi là gì nữa? Phạm Huyền Chi. Có. Nguyễn Thị Bích. Có. Hà Lan Anh. Có. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Có. Bây giờ thầy giáo sẽ làm một cái kiểm tra ở trên này, chúng ta chờ thấy đừng ao vội nha. Thầy. Ôi. Thầy ơi, chưa được điểm danh ạ. Em tên gì? Mấy cái bạn đứng đầu lúc đầu thì họ gọi là điểm danh luôn đấy. Em bị ao ra mất một lúc ấy và em bảo lúc em được gọi tên ấy, nhưng mà anh bạn thì giả hay không bạn thì không? Tên gì? Tên gì? Phùng Thu Thảo ạ. À, thầy thấy em vào từ đầu. Vâng, em vào từ đầu đến đoạn là em bị ao ấy. À, đấy, thế nó mới là xác suất. Nguyễn Trà My có chưa? Thế là điểm danh cho em nhé. Nguyễn Trà My có chưa? Chưa có. Nguyễn Tường Vi có chưa? Chưa có. Chưa có là vắng. Bây giờ nhá, thầy giáo sẽ làm cái này chúng ta. Ôi cái gì đấy? Ô ly này, gửi luôn bây giờ. Sửa lại cái giờ kết thúc. Sửa giờ kết thúc của chúng ta là cho thêm là thành 10 giờ đi. Nó rộng thời gian 10 giờ 20 phút nhé. Nhiều khi làm chưa quen. Ô tôi chết, sao nó lại không ấy nhỉ? Em thưa thầy ạ. Ơi. Vừa nãy thầy bảo trình bày mỗi bài 60 ở trong vở rồi, chúng thưa thầy ạ. Thầy thầy không nhớ đâu. Giật hết cả mình. Ui sao nhiều người này. Sao lại nhiều thế này. Không có cái tem vào chỗ nào nữa, thế mới lạ, biến đâu mất. Biến mất. Lúc sáng làm thử thì không sao, lúc mà làm thật thì lại biến mất. Mất mất cái tem rồi. Rồi rồi, không sao. Thầy sẽ
chắc cái gì mà nó không ra. Xóa mất cái tem rồi. Hình như nó hiện ra rồi nhưng mình không để ý. Chín giờ 41 đến 10 giờ 20 à, mà sao thế nhỉ, sao nó lại không hiện ra? Cho hạn lên 11 giờ, cho hạn lên 1 giờ chiều. Cũng không được. Hôm qua thử một lớp ngon này, hôm nay lại không được. Qua cái lớp buổi sáng ngày hôm qua gửi rất là ngon. Thôi không sao, nhưng mà từ ngào bội để đó còn có một hình thức nữa. Đó là cái này. Đừng ao bội là mất, đừng có kêu nhé. Kiểm tra đi xem là có danh sách đủ chưa, vì thầy phải lưu lại bằng chứng mà, không sau này nhà trường yêu cầu ô thế cái danh sách ngày đấy đâu, nó có cái lưu bằng chứng. Được rồi, lưu được rồi. À, buổi học đến đây là kết thúc, xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong tuần sau. Bao giờ nhá, nhớ là sau bao giờ thầy giáo chào các em rồi mới được ao nhé, không mấy lúc ao ra trước rồi lại thiệt nhá. Thầy ơi thì ơi. không cần phải nộp một tí nữa thầy. Ờ không, cái gì cơ, nộp cái gì cơ? Nộp bài đại bài ạ. Nộp bài gì? Với thầy là làm bài ạ. À không, làm cái khai báo điểm danh nhưng mà nó trục trặc rồi, chưa làm được. Thế gì nó không phải làm nữa hả thầy? Không. Vâng ạ. Ừ thế nhá, chào các em nhá. Vâng ạ. Xin chào thầy ạ. Xin chào thầy. Xin chào thầy ạ. Được thầy ạ. Xin chào thầy. Ừ, xin chào.
À, gà này là đòi tiền. Sáu mươi.